Mà thì nó có nhược điểm là nó đâu có làm việc lâu đâu. Mày cãi tao. Bất chạy đi mấy ní. Bất giỡn nè. Gấp lắm. Đằng ác luôn, đằng ác luôn, bắn tờ bây giờ nó lì lì gấp cứu lắm. Này nó chỉ đâu hoài trời. Mỗi tay nha. Chạy. 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 Chạy 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 knock out mày luôn chứ. Tao me mày được không? Chạy. Alo. Chứ cái nhà nó cũng lắp được mà ta. Vô lý mà cái pin lắp đâu. Giờ có dính nhện là nó sẽ bị.
chịu nha, học hỏi nhiều rồi đó. Hé sọt mày à, chạy. Cái này máu nó khó chịu đó. Cái này nó xong rồi. Chứ nó tiếp là xong rồi.